Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ của năm trước. Số liệu công bố sáng nay của Tổng cục Thống kê cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay như kế hoạch đặt ra, thì thách thức vẫn còn rất nhiều. Giải pháp nào cho những tháng còn lại của năm 2023 từ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội của 9 tháng đầu năm? Khách mời tại trường quay xin giới thiệu ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Kính chào quý vị và các bạn đến với vấn đề hôm nay. Sáng nay thì Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023. Trong bối cảnh kinh tế thế giới 9 tháng đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức và hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, thì GDP quý 3 của Việt Nam ước tính là tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn quý 1, cao hơn quý 2 và cho thấy rõ xu hướng phục hồi. Tính chung 9 tháng thì GDP tăng 4,24% so với cùng kỳ năm ngoái. Công nghiệp chế biến chế tạo là ngành thể hiện sự phục hồi khá rõ ràng khi quý 1 giảm 0,49%, quý 2 tăng 0,6%, thì quý 3 đã bật tăng 5,61%. Tình hình đang ngày càng được cải thiện hơn qua từng tháng. Sự phục hồi còn thể hiện rõ nét ở tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng khi tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 16% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 47,7%. Những lĩnh vực này đóng góp chung vào sự phục hồi của kinh tế Việt Nam. Mà nhiều tổ chức đánh giá rằng là tất cả các cái khu vực, đặc biệt là những cái khu vực mà có cái tỷ trọng lớn đóng góp trong kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế toàn cầu như là EU chẳng hạn, họ giảm từ mức 3,5% năm ngoái đến năm nay thì họ chỉ đạt được dưới 1%, kể cả Mỹ cũng đã có cái mức sụt giảm. Do đó chúng ta đạt 4-5%, tôi cho rằng cũng rất là tích cực và là một trong những cái quốc gia có cái mức tăng trưởng hàng đầu ở trong khu vực. Trước những khó khăn thách thức của kinh tế thế giới như tổng cầu giảm, lạm phát cao, suy thoái kinh tế diễn ra ở nhiều quốc gia, thì nhiều giải pháp chủ động quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng đã được chính phủ và các bộ ngành kịp thời ban hành để hỗ trợ các doanh nghiệp. Việt Nam khẳng định lại vị trí của mình, đặc biệt trong việc có sức hút hơn đối với các mặt hàng mà Việt Nam tự sản xuất, tăng chuỗi giá trị, đáp ứng được yêu cầu từ các nước trên thế giới, từ đó tăng giá trị về xuất khẩu. Và một yếu tố rất quan trọng đó là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đầu tư công có vai trò rất quan trọng và có tác động sâu rộng đối với nhiều ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Cũng theo ADB, trong 8 tháng đầu năm, gần 50% kế hoạch giải ngân đầu tư công đã được thực hiện, là động lực chính giúp phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Thưa ông Lê Trung Hiếu ạ, chúng ta thấy là GDP của quý 3 thì tăng dần so với quý 1 rồi so với quý 2, thì điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chìm trong khó khăn? Vâng, hiện nay thì kinh tế toàn cầu mặc dù đã có xu hướng tích cực lên, tuy nhiên thì cái khó khăn của kinh tế toàn cầu thì cũng rất là lớn. Và đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam, khi mà có cái độ mở kinh tế rất là lớn, độ mở kinh tế Việt Nam gấp gần 2 lần GDP, và các cái đối tác thương mại lớn của Việt Nam như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc thì có cái tăng trưởng cũng dự ước của năm 2023 thì cũng rất là thấp so với năm 2022. Tuy nhiên thì qua theo dõi các số liệu thống kê chúng ta thấy thì cái xu hướng nó đã có tích cực lên. Tích cực lên ở đây thì chủ yếu là cái ngành công nghiệp chế biến chế tạo, đặc biệt là các cái mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như là dệt may, da giày, điện tử, đồ gỗ. Và trong quý 4 thì chúng tôi cũng hy vọng là hiện nay theo các cái báo cáo xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp thì cũng sẽ có cái tích cực hơn, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến chế tạo. Đầu năm thì chúng ta từng nhận định là nửa đầu năm thì kinh tế rất là khó khăn, còn nửa cuối năm thì sẽ có phần khởi sắc hơn. Vậy thì những cái con số mà chúng ta đạt được trong thực tế thì nó có sát với dự báo của chúng ta không? Chúng tôi cũng theo dõi cũng thấy là quý 3 của chúng ta cũng đã có cái xu hướng tăng khá tích cực, tuy nhiên thì cũng như chưa được như kỳ vọng. Và điều này thì cũng còn phụ thuộc vào cái sự hồi phục của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là các cái đối tác kinh tế lớn đối với Việt Nam. Và qua theo dõi thì chúng tôi thấy là các cái đối tác kinh tế lớn Việt Nam, đặc biệt là các thị trường Mỹ, EU thì cũng đã bắt đầu có những cái khởi sắc. Và trong quý 4 thì các cái doanh nghiệp cũng đánh giá
các cái đơn hàng cũng như là các cái mặt hàng xuất khẩu sang các cái nước này cũng sẽ tích cực hơn. Ông đánh giá thế nào về sự điều hành của chính phủ để có cái kết quả 9 tháng như chúng ta đã thấy? Vâng, phải nói chính phủ là trong 9 tháng vừa qua thì cũng nhận biết được các cái khó khăn, đặc biệt là trong khó khăn của doanh nghiệp và khó khăn ở các cái địa phương. Và chính phủ thì rất quyết liệt để thành lập các cái đoàn, đưa ra các cái chính sách để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, các địa phương. Ví dụ như ở đây tôi lấy ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, cái quý 1 cái tăng trưởng rất là thấp. Thủ tướng Chính phủ và chính phủ đã có nhiều đoàn họp với thành phố Hồ Chí Minh để nhằm tháo gỡ các khó khăn, gặp gỡ với các doanh nghiệp để tìm ra những cái giải pháp. Cái công tác điều hành của chính phủ cũng đóng góp rất tích cực trong cái tăng trưởng khá trong cái quý 3 này. Dạ vâng. Trong 9 tháng năm nay thì điểm sáng chính là các ngành thương mại, du lịch duy trì đà tăng trưởng cao và đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ 9 tháng đã tăng 6,32% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn cùng kỳ năm 2020-2021. Đặc biệt là du lịch đã vượt mục tiêu khách quốc tế của cả năm và triển vọng là sẽ còn tăng mạnh khi mà chính sách visa được mở thông thoáng hơn. Thời điểm này so với năm 2019, lượng khách quốc tế đến của công ty này vượt khoảng 5%. Chính sách thị thực mới đã tạo ra không khí phấn khởi cho các doanh nghiệp khai thác các thị trường khách phân khúc trung và cao cấp. Giá tour của dòng khách này tăng 20% so với năm 2019. Thì chúng tôi đã khai thác rất là thành công tất cả các nguồn khách đến Việt Nam theo đường biển, đường hàng không và đường sông. Đây cũng là một cái cơ hội để chúng tôi tiếp tục có một cái chiến lược phát triển mạnh hơn nữa cho cái chiến lược phát triển của du lịch quốc tế cuối năm 2023 cũng như là đầu năm 2024. 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, dẫn đầu thị trường gửi khách đến Việt Nam là Hàn Quốc, Trung Quốc. Nhưng 2 tháng gần đây, khách châu Âu lại dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Du khách phản hồi tích cực về chính sách thị thực nới lỏng của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng không chỉ dừng lại ở chính sách, các bạn nên chú trọng việc truyền thông rộng rãi vấn đề này trên tất cả các nền tảng mạng xã hội hay trên các trang web của Đại sứ quán Việt Nam trên toàn thế giới. Đồng thời, ngành du lịch cũng nên đưa ra chiến dịch quảng bá, chào mừng đến Việt Nam thật hấp dẫn và tạo được tiếng vang, quảng bá Việt Nam như một điểm đến thân thiện và dễ tiếp cận đối với du khách quốc tế. Kỳ vọng trong năm nay, Việt Nam có thể đạt từ 12 đến 13 triệu lượt khách quốc tế. Cùng với du lịch và dịch vụ thì giải ngân đầu tư công cũng là một cái điểm sáng của kinh tế 9 tháng đầu năm đúng không ạ? Và ông có thể phân tích rõ hơn cái hiệu quả của việc chúng ta đạt cái tỷ lệ giải ngân đầu tư công khá là tốt so với năm ngoái. Thì nó đóng góp thế nào trong cái bức tranh chung của nền kinh tế? Đối với vốn đầu tư công này thì qua theo dõi của Tổng cục Thống kê thì nó chiếm khoảng 25% cái tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Và chúng tôi cũng đã tính toán thì cứ 1% tăng lên của vốn đầu tư công thì nó sẽ tác động làm tăng thêm GDP khoảng 0,06%. Năm 2023 này mà chúng ta quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hoàn thành được 95% thì cái mức độ tác động vào tăng trưởng thì nó sẽ đạt tăng thêm khoảng 0,9%. Đây là con số rất là lớn. Thế còn hai động lực chính rất là cần thiết khác cho sự tăng trưởng kinh tế đó là mức đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI và cái năng lực xuất khẩu của quốc gia. Thì những cái chỉ số hiện nay của 9 tháng đầu năm nói lên điều gì ạ? Đối với vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài thì qua theo dõi và các số liệu hiện nay đến 20 tháng 9 thì cũng đạt 20,2 tỷ USD tăng 7,7% so với cùng kỳ. Cái điều này thể hiện cái niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với cái môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Đối với xuất khẩu thì chúng ta hiện nay 9 tháng kim ngạch xuất khẩu vẫn giảm 8,2%. Cái việc giảm các cái kim ngạch xuất khẩu này hoàn toàn là do cái thị trường thế giới. Còn cái năng lực sản xuất trong nước thì vẫn rất là tốt. Và chúng tôi cũng hy vọng là trong cái thời gian tới, khi mà qua kết quả điều tra xu hướng kinh doanh thì các cái đơn hàng thì đã tích cực hơn. Giá trị xuất khẩu nó sẽ có tăng dần qua các cái tháng. Dạ vâng. Các chuyên gia thì đánh giá rằng là kinh tế Việt Nam đã và đang phải đối phó với những cơn gió ngược của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng thấp trong khi cầu tiêu dùng còn yếu, rồi hàng rào bảo hộ gia tăng, lạm phát trên thế giới có thể là đã qua đỉnh nhưng mà vẫn còn neo ở mức cao. Nhiều quốc gia tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.
rồi áp lực nợ công, nợ xấu của doanh nghiệp, rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản vẫn còn cao tại một số nước thì sẽ gây tác động rất lớn đến nền kinh tế trong nước. Bất ổn do ảnh hưởng của xung đột tại Ukraine, tình trạng lạm phát toàn cầu cao dai dẳng, chính sách tiền tệ thắt chặt và thị trường tài chính bấp bênh đã khiến Tổ chức Thương mại Thế giới dự báo thương mại toàn cầu năm 2023 tăng 1,7%, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với năm trước. Tờ Financial Times dẫn số liệu mới nhất từ Cục Phân tích Chính sách Kinh tế Hà Lan cho biết, khối lượng thương mại toàn cầu tháng 7 vừa qua giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2020, thời điểm đầu đại dịch COVID-19. Sự suy giảm của khối lượng hàng hóa xuất khẩu diễn ra trên diện rộng với hầu hết các thị trường trên thế giới như Trung Quốc, nhà xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới, ghi nhận mức giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực đồng euro giảm 2,5% và Mỹ giảm 0,6%. Lãi suất cao ở Mỹ và châu Âu làm chậm quá trình phục hồi và giảm nhu cầu từ các đối tác thương mại lớn. Khi ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm nay giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu giảm mạnh hơn tại các thị trường trọng điểm của Việt Nam. Trong đó xuất khẩu sang Mỹ giảm 20,6%, Liên minh châu Âu giảm 9,7% và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN giảm 6,8%. Thưa ông Hiếu ạ, chúng ta thấy là những cái tháng cuối năm này chúng ta còn đối diện với rất là nhiều những cái tác động tiêu cực của kinh tế toàn cầu. Hiện tại thì chúng ta chưa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng và chúng ta vẫn đặt mục tiêu là 6,5%. Như vậy thì quý 4 sẽ là phải là một cái giai đoạn vô cùng là tăng tốc. Thì chúng ta sẽ cần phải nỗ lực như thế nào và cần phải có những giải pháp gì để có thể về đích được? Chúng ta phải cần để thực hiện đồng bộ các cái giải pháp cụ thể là đối với nhóm giải pháp về kích cầu tiêu dùng. Thì trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chậm lại và nhiều doanh nghiệp đối mặt với nhiều các khó khăn như thiếu đơn hàng, và chúng ta ưu tiên kích cầu tiêu dùng đặc biệt trong những tháng cuối năm 2023 này. Cái thứ hai thì là chúng ta thực hiện cái kích cầu về đầu tư. Thì ở đây cái việc kích cầu đầu tư thì chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã thực hiện cái kích cầu về đầu tư công cũng thực hiện rất là tốt. Từ nay đến cuối năm thì chúng ta cũng phải cần phải thực hiện quyết liệt hơn để đảm bảo như là kế hoạch của chính phủ là giải ngân được 95% cái kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó thì các cái đầu tư của tư nhân cũng như đầu tư của khối FDI thì trong thời gian vừa qua cũng đã có cái tăng trưởng, nhưng cái mức độ tăng trưởng thì cũng chưa được bằng như là đầu tư công. Thì chúng tôi thấy rằng là hai cái điểm này thì trong thời gian tới chính phủ cũng có những cái chính sách để hỗ trợ. Và một biện pháp nữa thì chúng ta phải thúc đẩy cái xuất khẩu, lấy được thêm các cái đơn hàng xuất khẩu mới hoặc là các cái mặt hàng mà quốc tế đang có nhu cầu như là các mặt hàng lương thực thực phẩm, như là các mặt hàng gạo trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn ông Lê Trung Hiếu. Thưa quý vị, những rủi ro từ kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực gặp khó khăn, sức chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn sau đại dịch COVID-19 đang là những thách thức của nền kinh tế Việt Nam. Điều này đặt áp lực nặng nề lên việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm nay. Tuy nhiên thì 3/4 chặng đường của bức tranh kinh tế năm 2023 đã đi qua. Nhìn tổng thể, những mục tiêu lớn cơ bản đã đạt được. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy và các cân đối lớn thì được bảo đảm. Đây là những tiền đề quan trọng để chúng ta bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm với sự nỗ lực cao nhất của các cấp, các ngành vững vàng vượt qua những cơn gió ngược của kinh tế toàn cầu năm 2023. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi vấn đề hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.